Bên cạnh cái việc tổ chức các hoạt động đảm bảo cho thành phố thì trong thời gian tới thành phố sẽ có một số cái sự kiện mà diễn ra mà gây áp lực cho thành phố. Ví dụ như sắp tới đây là đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta sẽ lần đầu tiên vinh dự để vào trận chung kết cùng với đội tuyển của nước ngoài. Đây là một cái sự kiện chính trị mà chúng tôi nghĩ đây là một niềm vui chung của cả dân tộc. Và cá nhân tôi và lực lượng cảnh sát giao thông đều mong muốn và sẽ chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ giành một cái thắng lợi tốt nhất trong cái đêm thứ bảy vừa tới. Tuy nhiên thì xác định được thì với một cái tinh thần dân tộc cao nhất thì chúng tôi khẳng định là thời gian tới này chúng tôi dự báo là cái mật độ phương tiện sẽ gia tăng do cái nhu cầu người dân sẽ xuống đường để cổ vũ cho hoạt động của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thì với nhiệm vụ được phân công thì chúng tôi sẽ xác định được là trong giai đoạn này là giai đoạn cần thiết nhất mà cảnh sát giao thông chúng tôi phải nỗ lực cao nhất, là bên cạnh là tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người lưu thông an toàn và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể được cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên cái việc cổ vũ này chúng tôi sẽ làm lên xây dựng nhiều phương án việc cổ vũ nhưng phải đảm bảo được một trong cái điều kiện an toàn tốt nhất. Và chúng tôi đang xây dựng và đã triển khai thực hiện trên cơ sở là rút kinh nghiệm cái đêm vừa rồi, thì trong đợt tới này chúng tôi sẽ xây dựng lại một cái phương án và đặc biệt là bố trí sắp xếp các bộ chiến sĩ hợp lý với tinh thần là 100% cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ phải trực chiến và ứng trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Trong đó là sẽ có cơ chế phối hợp với các đơn vị và cách làm của chúng tôi là chúng tôi chia theo từng giai đoạn, từng thời điểm và từng tình hình để có những biện pháp. Ví dụ như thời điểm thấp điểm khi phương tiện lưu thông, người dân cổ vũ còn thấp thì chúng tôi sẽ có những biện pháp tuần tra kiểm soát để vận động hướng dẫn tuyên truyền người dân để lưu thông theo thời điểm. Và khi mật độ phương tiện đã quá đông, quá cao thì trong lúc này chúng tôi sẽ bố trí lực lượng dày đặc ở các khu vực giao lộ trọng điểm và dùng các phương tiện và kể cả những cái loa phát thanh để hướng dẫn người dân để di chuyển và không dừng đậu và không gây ảnh hưởng. Và khi mà vào cái thời điểm mà mật độ phương tiện đã giảm thì chúng tôi sẽ tập trung đại lực lượng để có những cái biện pháp cụ thể đối với các đối tượng mà thanh thiếu niên mà quá khích lợi dụng sự cố này để gây phức tạp cho thành phố, thì những trường hợp này chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý triệt để. Và thông qua đây chúng tôi cũng mong muốn và kêu gọi mọi người dân thành phố vì một tinh thần dân tộc, vì hạnh phúc và vì an toàn, chúng ta sẽ cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam với tinh thần cao thượng và cái an toàn hạnh phúc nhất. Trong đó thì chúng tôi đề nghị là người dân khi cổ vũ thì yếu tố an toàn vẫn là yếu tố cao nhất, và người dân khi cổ vũ thì cần có những cái chấp hành pháp luật của giao thông, ví dụ như là hạn chế trong việc bấm còi đánh nổi hoặc là sử dụng các cái thiết bị la hét hò hét, tuy nhiên phải trong một cái phạm vi cho phép, đừng có gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của người dân còn lại. Và khi điều khiển phương tiện lưu thông để cổ vũ thì và người dân cố gắng là di chuyển liên tục, hạn chế và tuyệt đối là không được phép dừng lại. Khi dừng lại như vậy sẽ gây ảnh hưởng cho những cái phương tiện khác. Đặc biệt là chúng tôi rất mong muốn và kêu gọi người dân điều này, đó là khi là cổ vũ, người dân cần phải sử dụng các phương tiện mà có sự đảm bảo an toàn cao nhất trong việc là chở người cũng như là tham gia, kể cả trẻ em và người lớn. Một số trường hợp vừa rồi chúng tôi nhận thấy là một số phương tiện, ví dụ xe ba gác và những xe không phép chở người thì sử dụng như vậy sẽ gây rất là phản cảm và chứng cái việc này và sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân những người điều khiển và những người tham gia giao thông khác. Thì đó là chúng tôi mong muốn và kêu gọi là người dân vì tinh thần dân tộc, vì cổ vũ bóng đá Việt Nam, nhưng chúng ta phải đảm bảo sự an toàn thì niềm vui của chúng ta mới trọn vẹn hơn và hạnh phúc hơn.